Nhà chúng ta niệm Phật, Chúng ta có ngày tụng bài khai niệm kinh và sau đó thì tụng bài Nag-xem-a 7 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay thấy nghe được thọ trì, nguyện rõ Như Lai nghĩa diệu màu. Mịch mê so về te chen chen rây xì, tri mê chim bê quang bố chom bê liang, tu bung ma lu chom se sang quê đạt, khang chen kê bê chúc nghen chong khá bạc, lu giang trọc bê sập la sư hoa đẹp. Mịch mê so về te chân chân rê si, tri mê chế bê vong bố chăm bê yang, tu bùng ma lưu chăm xê sang vệ đà, kăng chên kê bê chúc yên chong khá bà, lô giang trọc bê sập la sư hoa đẹp. Mịch mê so về te chân chân rê si, tri mê chế bê vong bố chăm bê yang, tu bùng ma lưu chăm xê sang vệ đà, khăn chen kê bê chúc kênh song khá bà, lô giang trọc bê sập la sư hoa đẹp. Mịch mê so về tờ chen chen rê xì, tri mê kê bê quang bố chăm bê liang, tư bương mà lưu chăm xê sang vệ đà, khăn chen kê bê chúc kênh song khá bà, lô giang trọc bê sập la sư hoa đẹp. Mịch mê so về tờ chen chen rê xì, tri mê che bê vong bố chăm bê yang, tu bung ma lu chăm xê sang vệ đà, khang chen kê bê chúc nghen song khá pa, lô giang trọc bê sập la sư hoa đẹp. Mịch mê so về ta chen chen rê xì, tri mê che bê vong bố chăm bê yang, tu bung ma lu chăm xê sang vệ đà, khang chen kê bê chúc nghen song khá pa, lô giang trọc bê sập la sư hoa đẹp. Chúng ta kính lễ Phật Đạo Sư, chúng ta kính lễ tất cả các vị Bồ Tát trong dòng truyền thừa. Chúng ta cũng đồng thời khởi một cái dụng tâm đúng đắn cho việc học pháp của chúng ta. Chúng ta học pháp là vì cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, để có đầy đủ năng lực từ bi cũng như trí tuệ để mà có thể tự thân mình thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau, cũng như là có đầy đủ khả năng để mà đưa tất cả chúng sanh đến bờ giác ngộ giải thoát. Hãy khởi một cái dụng tâm như vậy để chúng ta học pháp. Trong những bài trước, chúng ta đã nghe tóm tắt tiểu sử của hai vị đạo sư, tức là của Ngài Atisha cũng như của Che Tsongkhapa. Chúng ta cũng đã nghe về cái tầm quan trọng của việc học pháp, tầm quan trọng của giáo pháp, cũng như là chúng ta đã nghe về
cách nghe pháp mà cách nghe pháp và học pháp như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe về vấn đề tùy thuận đạo sư. Tùy thuận đạo sư. Thật sự đây là một cái vấn đề lớn, vấn đề rất là lớn ở trong cái việc tu Phật cũng như là cái việc đi trên con đường giác ngộ. Trong tất cả các hướng dẫn dầu truyền thống nào đi chăng nữa thì cái vai trò của vị đạo sư cũng là một cái vai trò quan trọng. Dĩ nhiên thì tùy trường phái, tùy truyền thống mà cái vai trò này có sự khác biệt. Có sự khác biệt. Chúng ta bắt đầu từ truyền thống của Tiểu Thừa, Thanh Văn Thừa. Thì vị thầy được xem như là một giáo sư, một giáo viên, một người mô phạm. Một người mô phạm. Và trong truyền thống của Thanh Văn Thừa thì cái điều mà vị thầy dạy cho cái người đệ tử đó là giới. Đó là giới. Cho nên ở trong luật cũng có dạy. Trong luật có dạy là một vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo thì trong 5 năm đầu phải học giới luật cho thông. Để làm cái gì? Để sau đó có thể làm giáo thọ. Làm giáo thọ. Và trong làm giáo thọ như vậy trong suốt 5 năm. Tức là vận dụng cái hiểu biết của mình về giới để mà hướng dẫn những vị hậu bối về giới xong rồi thì bắt đầu sau 10 năm thì có khả năng nhận đệ tử và làm hòa thượng. Thì cái vị đệ tử đó sẽ theo thầy của mình trong vòng 5 năm để học giới. Thì đó là cái vai trò của vị đạo sư của Thanh Văn Thừa, tức là vai trò truyền đạt cái giới của Đức Thế Tôn cho đệ tử. Cho nên trong rất nhiều kinh Đức Phật cũng dạy, hở mà giới luật còn thì đạo pháp còn, giới luật mất thì đạo pháp cũng suy vong. Và tiếp nữa thì cái vai trò của người đạo sư ở trong Đại Thừa, trong Đại Thừa thì vị thầy trở thành một vị thiền hữu tri thức. Chẳng những là hướng dẫn về giới cho học trò của mình, cho đệ tử của mình, mà còn hướng dẫn về cái sự tu tập. Tức là đồng hành với người đệ tử đi trên con đường tu tập. Nên được gọi là thiền hữu tri thức, tức là một người bạn đạo, một người đi cùng như vậy. Thì đó là cái vai trò của người thầy ở trong cái truyền thống hay là cái thừa đại, cái thừa gọi là Đại Thừa. Và bên mật tông thì vị thầy đóng một cái vai trò quan trọng. Mà vai trò này thì bên Đại Thừa cũng đã dạy, nhưng mà chỉ được hướng dẫn ở trong giới, nhưng mà không có nhấn mạnh như là ở bên Kim Cang Thừa. Tức là người học trò, mặc dầu vị thầy thì xem như là thiền hữu tri thức của người học trò, nhưng mà người học trò thì xem vị thầy như là Phật. Thì trong giới á, mấy thầy mấy chú đó mới học cái này, còn cư sĩ thì không có học cái vấn đề này, tức là thị sư như thị Phật đó. Thì cái điều này thì bên Kim Cang Thừa lại nhấn mạnh rất là rõ ràng, rất là rõ ràng.
một người đệ tử phải có những cái phẩm chất gì và phải có phải đóng một cái vai trò như thế nào để thực hiện cái chức năng đệ tử của mình, cũng như là vị thầy cũng phải có những phẩm chất như thế nào để có thể làm đạo sư của đệ tử, vân vân. Thì cái này, những điều này chúng ta sẽ học trong trong bài học tối nay. Yeah. Và hôm trước khi mà nói về tiểu sử của ngài Atisha thì có một cái điều mà bữa đó để dành tới bữa nay mới nói, bởi vì nó liên quan tới vấn đề thầy và trò. Thì khi ngài Atisha đi thuyền qua Ấn Độ, xin lỗi, qua Indo, qua Indo, thì sau 13 tháng đi thuyền như vậy, thì ngài lên tới đảo Indo. Thì thông thường nếu mình như vậy thì mình tới mình mừng quá, mình sẽ đâm đầu vô mình tìm vị thầy liền. Nhưng mà ngài không làm điều đó, mà ngài bắt đầu bằng cái việc là tìm đến những người chung quanh để mà tham khảo vị thầy, xem vị thầy có phẩm chất như thế nào, có hiểu biết như thế nào. Sau nhiều ngày, có chỗ thì ghi là một tuần, có chỗ thì ghi là một tháng. Mà trong nhiều truyền thống, nói cái này trước đi, thì sau đó thì ngài mới đến để gặp ngài Shalimba. Shalimba tức là tên tiếng Tây Tạng kêu vị thầy đó là Shalimba, nhưng mà bên nếu mà tiếng Phạn đó là Dhammaraksa. Thì mới đến để mà đầu sư với vị thầy này để mà học pháp. Chúng ta thấy là ngài lựa chọn rất là kỹ càng, mà theo truyền thống của mật tông Tây Tạng thì đôi khi còn hướng dẫn là hãy tìm hiểu vị thầy qua nhiều năm, có thể là 9 năm, 10 năm, 11, 12 năm gì đó. Sau đó thì hãy chấp nhận vị đó làm đạo sư của mình. Mà khi chấp nhận làm đạo sư của mình rồi đó, thì dầu vị thầy đó kêu mình nhảy xuống núi, mình cũng phải nhảy xuống núi nữa. Vì mình đã khảo sát hết rồi. Khảo sát hết rồi, không có cái gì để mà chúng ta chống trái lại hết á. Cho nên cái vai trò vị thầy ở trong Kim Cang Thừa đó được nhấn mạnh rất là được đưa vào cái vị trí rất là quan trọng. Thì chúng ta phải biết cách, nói chung là phải biết cách, chứ không phải là mình cứ tùy tiện. Tùy tiện thì không có không có phải. Thật sự chúng ta cần phải xét những cái phẩm chất của vị thầy. Thì trong trong luận cũng như là trong rất nhiều cái luận đưa ra 10 điều mà một vị thầy cần phải có, 10 điều. Thì 10 điều này á là cái gọi là cái yếu tố mà quan trọng nhất, quan trọng nhất. Tuy nhiên, trong cái thời mạt pháp của chúng ta đôi khi thì nó không có đầy đủ hết, nhưng mà trước tiên thì nói về 10 cái phẩm chất này trước đi. Đầu tiên là vị thầy cần phải có giới hạnh thanh tịnh, phải trì giới, có giới. Điều thứ hai là phải có định, có định lực. Và điều thứ ba là tỉnh giác. Tỉnh giác. Điều thứ tư là phải có những cái phẩm chất mà vượt trội vị đệ tử của mình, vị học trò của mình. Và điều thứ năm là có kiến thức sâu rộng và nghiên cứu nhiều kinh điển. Và thứ sáu là có cái kiến giải về pháp, về chân lý đó, về chân lý. Thứ bảy
là vị này phải năng nổ tinh tấn. Thứ 8 là phải có cái khả năng để mà hướng dẫn. Thứ 9 là phải có cái tâm, cái tâm mà gọi là gọi là nói từ bi thì cũng chưa cần thiết, nhưng mà cái sự quan tâm, quan tâm từ ái đối với người học trò. Và thứ 10 tức là không có nản lòng để mà giảng dạy, bởi vì đôi khi gặp học trò không có hiểu hay này nọ thì mình phải nói 2 lần, 3 lần, 7 lần gì đó chẳng hạn. Thì 10 cái phẩm chất này của một vị thầy đó, thì trong đó có 6 phẩm chất đầu là 6 cái phẩm chất mà vị thầy dùng để kiện toàn cái bản năng của mình. Tức là để mà mình có đủ cái năng lực. Và 4 cái phẩm chất sau đó là dùng để hướng dẫn cho đệ tử. Giả sử như mà chỉ có 6 phẩm chất trước ấy, thì không có đủ để hướng dẫn đệ tử, mà thiếu 4 cái phẩm chất sau đó, thì lại không hoặc là chỉ có 4 phẩm chất sau ấy, thì cũng không có thể nào để mà hướng dẫn đệ tử cả. Cho nên một phần ở trên và một phần ở dưới phải có. Thì cái điều đó chúng ta sẽ đi vào sau. Tức là cái người thầy đó sẽ cần phải có những cái quên anh đây mới nhớ một chút, tại vì có người yêu cầu cái này. Bị phải post lên. Dạ thì 10 cái phẩm chất của bậc đạo sư đó, cái này là 10 danh hiệu của Như Lai có tiếng Phạn, có chị Huệ Tâm Hiền, Huệ Tâm Hiền chỉ xin sẵn post lên luôn. Con cung kính đảnh lễ quy tri ân thầy. Dạ. Thì tại sao mà vị thầy cần những cái đặc tính như vậy? Thật sự thì trong rất nhiều kinh cũng như là trong rất nhiều nhiều luận đều nói về cái vấn đề này cả. Một vị thầy thì không thể không có giới luật. Vì vị thầy mà không có giới luật á, thì sẽ không có đủ cái đức hạnh, không có đủ đức hạnh, và cái tâm trí của vị thầy đó cũng bị những cái thế pháp làm ô nhiễm, cho nên không thể nào mà đi được vào trong cái định được. Vì chúng ta biết để mà vào định thì cần có giới, để vào định thì cần có giới. Đôi khi mình nghĩ thì ngoại đạo họ cũng cái gì đấy, ngoại đạo họ cũng vào định mà, thì họ có giới hay không? Thật sự họ cũng có cái giới của họ. Có điều cái giới của họ thì không giống giới của mình thôi. Giới của họ thì không có được viên mãn, không có được thanh tịnh như giới mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Giới mà Đức Phật dạy cho mình là để cho cái công đức phước báu mình nó tăng, để từ đó ra mình vào định. Mà cái giới của ngoại đạo đó là họ nhắm vào những cái năng lực hoặc là những cái bản chất mà họ hướng đến. Giả sử như cái giới mà phải ăn chung với chuột, rồi sống với chuột rồi chẳng hạn, hay là cái giới mà phải nằm ở trên cái giường trong hay vân vân, thì những cái như vậy họ tập khổ hạnh, hay là họ tập sống như các loài thú để mà họ vào định, thì cái đó cũng là cái giới. Thì giới là nền tảng để vào định, mà chúng ta biết không có định thì huệ sẽ không có phát sanh. Huệ ở đây chưa có nói đến cái huệ tuyệt đối hay là cái huệ rốt ráo, mà ở đây thì chỉ nêu lên cái vấn đề gọi là tỉnh giác, tức là có định thì có tỉnh giác, có định thì có tỉnh giác, vì sự tỉnh giác là cái sâu hơn của định, hay nói một cách khác đó là cái tâm mà nó lắng động và nó làm cái nền tảng của sự nhận biết sâu sắc đối với các pháp đang xảy ra xung quanh. Thật sự thì
chúng ta nếu mà không có định thì mình bỏ qua rất nhiều vấn đề xung quanh mình. Mình nghĩ là mình khi mình tập trung vào một vấn đề thì những cái vấn đề xung quanh mình không biết đến nữa. Cái định đó thì không phải là cái định của Đạo Phật. Cái định của Đạo Phật đó là khi chúng ta tập trung vào một vấn đề thì cái sức tập trung mạnh, nhưng mà những cái vấn đề khác xung quanh chúng ta nó vẫn hiển lộ ra, hiển lộ ra một cách rõ ràng ở trong cái thức của mình, nhưng mà mình không có bị chi phối bởi nó, không có chạy theo nó thôi. Cho nên do đó mà mình được gọi là an tĩnh là vậy, mà an tĩnh một cách toàn vẹn. Chứ còn mà mình chỉ xoáy vào một điểm, xoáy vào một điểm mà mình quên hết những cái xung quanh, thì cái đó nó không được xem như là cái sự hiểu biết hay là cái mà để huệ phát sanh ở trong Đạo Phật. Rồi từ cái điểm này đó, tức là từ cái sự tập trung này, từ cái sự tĩnh lặng này, thì cái vị thầy mới có khả năng để mà học hỏi được nhiều nhiều kinh điển, để mà phát triển cái kiến thức kiến giải của mình. Chứ nếu mà bây giờ mình không có giới thì làm sao mình hiểu biết về giới? Mình không có cái gì đây, không có tu tập về thiền thì mình không biết những cái gì về về thiền, và mình không có học về pháp thì mình không có biết những cái gì về luật. Nên kinh giới rồi kinh rồi luật vân vân, tất cả những cái này thì vị thầy cần phải có kiến giải để mà hướng dẫn cho học trò. Thì ở điều này trong các luận giải thì chư tổ cũng dạy, đó là chúng ta không có thể chỉ biết nó như là một cái kiến thức không. Nó không có lợi gì khi chúng ta chỉ biết nó như là kiến thức, mà chúng ta phải thực hành những cái điều đó. Tức là vị thầy, bản thân vị thầy phải thực hành cái điều đó. Bản thân vị thầy phải thực hành giới, bản thân vị thầy phải tu định, bản thân vị thầy phải có được cái tâm tĩnh lặng. Và qua cái kiến giải về kinh, về luật, về luận, về giới vân vân, thì những cái đó nó mới trở thành thực tế và nó trở thành cái mô phạm, cái hướng dẫn cho đệ tử của mình. Thật sự thì chúng ta cũng biết thời đại bây giờ thì nó cũng rất là khó. Rất là khó, giống như hôm trước thì cái gì đây, Phúc Ân có hỏi trong cái giờ mà của thượng tọa Thông Trí đó, hỏi làm sao mà đi tìm thầy hay vân vân đó. Thì cái điều này một hồi chúng ta sẽ, những cái điều ở dưới đây thì sẽ làm cái câu hỏi đó nó rõ ra, nó rõ dần ra. Thì rồi qua cái hiểu biết như vậy đó, thì vị thầy mới qua cái sự vận hành chứ, vận hành pháp, hiểu biết về pháp như vậy, thì vị thầy mới có được cái kiến thức thật sự, hay là cái kiến về pháp, cái kiến về pháp, kiến giải về pháp. Bởi vì chúng ta nếu không có thường xuyên quán chiếu, không có nhìn pháp ở hai cái yếu tố như hôm trước đã nói, đó là sắc và tâm, đó là sắc và tâm, thì chúng ta sẽ không có nhận biết được cái sự thật về nó, sự thật về nó. Và nếu mà một vị hành giả mà không nhận biết sự thật về sắc và tâm thì kể như là vị hành giả này sẽ bị kêu bằng cái gì, lost, bị lạc đường, bị lạc đường ở trên cái quá trình tu tập của mình. Dĩ nhiên thì tùy theo cái tâm thức của mình, như hôm trước đã nói, đôi khi chúng ta có thể trực tiếp nhìn sắc và tâm, đôi khi chúng ta phải nhìn qua ngũ uẩn, đôi khi chúng ta nhìn qua 12 xứ, đôi khi chúng ta phải nhìn qua 18 giới. Thì tùy cái căn cơ của mình nhìn, nhưng mà tóm lại nó vẫn là thuộc về sắc và tâm. Thì đây là cái bổn phận của người thầy. Để làm thầy thì vị thầy phải thường xuyên quán chiếu, và tối thiểu nhất
ở trong 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 luận đó, thì ngài nói tối thiểu nhất, dầu không có chứng được hay không có hiểu biết được một cách sâu sắc về cái này, thì vì thầy cũng phải có được cái kiến giải, giống như hồi hồi sáng chúng ta đã, hồi trưa chúng ta đã nghe đó, thì giống như cái phương tiện vậy đó, phương tiện bát nhã vậy đó, thì có được cái kiến giải đúng đắn về cái điều này, chứ không có thể sai sai lầm, có thể qua kinh điển, qua quán, qua học hỏi kiến thức mà có được cái kiến giải đúng, chứ mình không thể truyền đạt cái điều sai cho người đệ tử, vì cái điều này rất là quan trọng. Cái nhận biết đúng đắn về pháp là một cái căn bản để vị thầy truyền đạt tiếp tục, vì tất cả những cái khác, tất cả những cái khác nó đều từ nơi cái nhận biết này mà lưu xuất ra. Nếu mà cái nhận thức này đúng, tức là nhận biết rằng thân này là không thật đi, nói như vậy đi, nhận biết rằng thân này là không thật, cái ngã này là không thật, và các pháp tùy thuộc vào nó cũng không thật, thì tất cả những cái nhận biết từ trong đó lưu xuất ra sẽ đúng theo pháp. Tức là chúng ta sẽ không có tham chấp đối với tài vật, chúng ta không tham chấp đối với danh vọng, chúng ta không tham chấp đối với sắc đẹp, chúng ta không tham chấp đối với thức ăn ngon, chúng ta không tham chấp đối với ngủ nghỉ nhiều, vân vân và vân vân. Tức là đối với các dục của thế gian. Thì từ đó nó sẽ có một cái sự hiểu biết đúng đắn và hành sự đúng đắn. Cho nên tối thiểu nhất là phải có được cái kiến đúng về cái điều này. Thì lúc bây giờ vị thầy mới có khả năng để mà hướng dẫn cái người đệ tử một cách đúng đắn được. Yeah. Thì đó là sáu cái phẩm chất mà vị thầy cần có để mà kiện toàn cái bản chất làm thầy của mình. Kiện toàn bản chất làm thầy của mình. Thì và bốn cái điều kế tiếp là để có khả năng mà hướng dẫn đệ tử. Thứ nhất là tinh tấn. Tinh tấn là gì? Tinh tấn tức là phải có siêng năng để mà dạy pháp, để giảng pháp, để mà dạy pháp cho đệ tử. Đó. Chứ tự dưng mình nhận đệ tử rồi mình không dạy gì hết thì cái điều đó không có đúng, cái đó không có phải là cái cách đúng đắn. Vì thầy thì phải giảng dạy, phải chỉ bày cho đệ tử của mình cách tu tập. Trong kinh cũng có nói một cái như vậy, nó là Đức Phật đó. Hoặc là Đức Phật đó, ngài không có rửa tội cho chúng sanh bằng nước lã, thấy không? Cái này là giống Thiên Chúa ha. Thiên Chúa thì dùng nước để mà rửa tội. Này không biết là lúc đó thời của bên Ấn Độ thì cũng có ha. Ấn Độ quý vị thấy là bên đạo Bà La Môn, thì buổi sáng sớm khi mà những tín đồ Bà La Môn người ta sẽ ra sông Hằng. Người ta ra sông Hằng rồi người ta vốc cái nước sông Hằng lên, ta trước tiên là ta cúng cho mặt trời, xong rồi ta dùng cái nước đó để người ta rửa trên đầu, rửa xuống. Và người ta quan niệm rằng như vậy thì các tội nó sẽ được tiêu trừ, rửa sạch qua cái nước đó. Tự thân người ta rửa hoặc là nhờ các bậc guru, các bậc yogi rửa giúp cho mình. Thì Đức Thế Tôn không bao giờ làm điều đó đối với đệ tử của ngài, vì cái điều đó nó không có mang đến một cái tác dụng nào cả. Tội không có thể do đó mà tiêu diệt được. Và ngài cũng không có thể mà lấy đi cái khổ đau của chúng sanh. Ngài không có thể giúp lấy đi khổ đau từ nơi mình được. Ngài không có cái làm cái chuyện đó. Mà cái điều duy nhất ngài có thể làm cho chúng ta đó là giảng dạy giáo pháp. Qua cái việc giảng dạy giáo pháp và người học trò học cái pháp đó, thực hành pháp đó, mà các nghiệp được chuyển hóa, các nghiệp được tiêu trừ, cũng như là khổ đau được chuyển hóa, không có còn nữa. Thì đó là cái vấn đề tinh tấn mà một vị thầy cần phải có. Bởi vì khi mà người học trò hiểu pháp, người học trò thực hành pháp, thì người học trò cũng sẽ chuyển hóa được nghiệp của mình, cũng như là
tất cả các phiền não nó cũng sẽ được tiêu trừ dần qua cái việc tu tập như vậy. Ừ. Và thậm chí là mình cũng không thể cho ai kiến giải của mình nữa. Kiến giải là mỗi một vị, mỗi một người cũng phải tự rèn luyện. À, quý vị bây giờ nghe pháp như vậy, quý vị ngồi nghe pháp như vậy, mà nếu quý vị không ôn tập, quý vị không trau dồi thì cuối cùng nó cũng là chảy theo dòng thời gian thôi, à, và không có động lại gì cả ở trong tâm thức của mình. Cho nên vấn đề học pháp là phải ôn tập. À, Việt Nam mình thường nói gì đó, văn thì ôn, võ thì luyện, ha. Cho nên mình không có ôn tập á, thì không có sẽ không có biết. Vì vậy cho nên sau 10 bài thì chúng ta sẽ có một cái lần thi, nên quý vị thi online luôn, sẽ có một lần thi online. Dạ. Yeah. Quý vị chuẩn bị phải ôn tập rõ ràng ha, để rồi thi. Dạ. Yeah. Thành ra là vị thầy cần có cái sự nỗ lực, cái sự siêng năng để mà giảng dạy cho đệ tử của mình. Thứ hai là phải có kỹ năng để hướng dẫn, tức là phương tiện, phải biết phương tiện. Giống như là ngài Ma Ba mà hướng dẫn cho ngài Milarepa vậy đó. Khi mà ngài Ma Ba thấy ngài Milarepa có rất nhiều cái nghiệp của quá khứ, rất nhiều nghiệp quá khứ, thì ngài mới kêu, trước khi mà dạy pháp, trước khi mà hướng dẫn tu tập gì đó, thì ngài kêu ngài Milarepa phải xây nhà. Xây nhà, xây xong rồi đập. Xây nhà vuông xong ngài không hài lòng, bắt xây nhà tròn không ngài không hài lòng, bắt xây nhà chữ nhật, vân vân. Xây rồi đập, xây rồi đập, xây rồi đập như vậy. Nếu mình nhìn bằng cái hiểu biết của mình, hiểu biết thế gian của mình, thì mình thấy trời ơi, sao ngài Ma Ba hành hạ đệ tử như vậy, làm cái điều vô nghĩa như vậy, vừa phí phạm nữa, xây nhà rồi đập như vậy, phí công, phí vật liệu xây dựng, nó nhất là bây giờ thế kỷ cái năm nay của mình là vật liệu xây dựng nó cũng lên giá nữa. Nhưng mà qua đó thì những cái nghiệp quá khứ của ngài Milarepa được tiêu trừ, mà khi ngài thấy nghiệp của ngài Milarepa được tiêu trừ rồi, thì ngài mới bắt đầu hướng dẫn và truyền pháp cũng như hướng dẫn tu tập. Thì đó là cái phương tiện thiện xảo của ngài Ma Ba đối với ngài Milarepa, mà hầu như các vị đạo sư ngày xưa đó đều như vậy cả. Các ngài có những cái phương tiện rất là trực tiếp, thậm chí như Đức Thế Tôn của chúng ta thì khỏi nói rồi, ngài thuyết xong một bài pháp là không biết bao nhiêu người chứng đạo, không biết bao nhiêu người phát tâm bồ đề, không biết bao nhiêu người phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên đó là cái gọi là cái phương tiện của ngài. Ngài nói đúng căn cơ, đúng lý, đúng cơ. Thì cái vị thầy cần có cái việc này, có cái điểm này. Cho nên ngày xưa đó, quý vị biết, khi mà các vị thầy truyền pháp cho người đệ tử, tức là những cái pháp mật hay là cái pháp bình thường tu tập cũng vậy nữa, là không có truyền qua cái lỗ tai thứ ba. Tức là vị thầy truyền cho một người đệ tử thôi, vì cái pháp đó là đúng với cái người đệ tử đó, mà có thể không đúng với người đệ tử khác. Thì cứ như vậy mà tu tập. Cho nên cái vấn đề mà có cái khả năng để mà hướng dẫn đệ tử, nó cũng là một cái vấn đề quan trọng. Phải biết nhìn để mà thấy, à, cái vị này cần thêm cái gì, cần bớt cái gì. Bởi vì không phải lúc nào mình cứ cho 3 muỗng muối, 2 muỗng đường là cái nồi kho đó nó vừa, phải không? Đôi khi phải thêm nửa muỗng muối, hay là bớt đi nửa muỗng đường gì đó chẳng hạn. Giống như là chúng ta nhớ câu chuyện của Thế Tôn, khi mà khổ hạnh mà ngài nghe tiếng đàn cái người chỉnh dây đàn đó, khi dây trùng quá thì đàn không có kêu, mà khi dây căng quá thì cái tiếng nó cũng chát chúa, phải là
cái dây nó cũng đúng mực, thì lúc bây giờ mới có thể lên được cái tiếng du dương. Và cái điều thứ 8, điều thứ 8 tức là vị thầy phải có cái sự quan tâm từ ái đối với người học trò. Đó, mình phải quan tâm xem người học trò của mình có sự tiến bộ trong sự tu tập hay không, đối với pháp có lãnh hội được hay không, vân vân. Cái điều này nó rất là quan trọng. Vì nếu mà mình cứ bỏ thí vậy thôi thì làm sao mà tiến bộ được. Vì tâm của con người, chúng ta biết tâm là nó thay đổi liên tục, nó thay đổi từng ngày, từng giờ, từng sát na một. Dĩ nhiên thì cái thay đổi mà của cái vọng niệm thì mình không có nói, nhưng mà đây mình thấy nó là thay đổi về cái phương diện nghiệp, mà vị thầy thì cần quan tâm để thấy được điều này, để mà hướng dẫn cái hướng đi cho nó đúng và nó cần thiết. Cho nên trong đại thừa nói chung luôn, và hiển giáo và mật giáo cũng vậy, thì cái người sự liên hệ giữa thầy và trò đó, nó cần có một cái sự gọi là nói theo kiểu thế gian là vừa là thầy vừa là bạn, tức là người học trò có thể thổ lộ những cái trăn trở của mình, những khúc mắc của mình cho vị thầy, mà cũng cần phải thổ lộ nữa để vị thầy nó hướng dẫn làm cách nào để mà vượt qua những cái điều đó. Và cái phẩm chất cuối cùng tức là không nản chí. Không nản chí tức là mình hướng dẫn học trò mà đôi khi học trò không có hiểu, không có nắm được, thì mình phải nhiều lần nhắc đi nhắc lại, chứ không có phải mình bỏ qua một bên không có được. Tức là mình phải dùng nhiều phương tiện khác nhau để mà hướng dẫn người học trò. Thì dĩ nhiên trong cái thời đại bây giờ, thậm chí là tới thời đại mà của các ngài, tức là thời đại thế kỷ thứ 11, 12, mà nói tới 11, 12 mới nhớ, chị Huệ Tâm Hiền thấy chị ghi ở trong Facebook, chị nói là ngài Atisha mà đưa Phật giáo Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9 là phải coi chừng đó nha, mấy vị họ bắt bẻ đó. Thì các ngài đã nói rồi, các vị đạo sư có thể là không có còn đủ cái phẩm chất giống như ngày xưa, tức là phải có 10 điều như vậy, nhưng mà tối thiểu thì 5 điều phải có, tức là có lòng quan tâm từ ái đối với người đệ tử, có cái kiến thức về pháp, kiến thức đúng đắn về pháp, tức là cái nhìn đúng đắn về pháp, và có giới, có định và có sự tỉnh giác. Đó là 5 cái điều tối thiểu mà vị thầy cần có để mà hướng dẫn một vị đệ tử đi trên con đường đại thừa. Còn mà nếu mà nhìn theo thanh văn thừa đó, thì nói là tối thiểu bây giờ bỏ hết tất cả những cái kia thì còn lại cái giới, tức là vị thầy làm gì làm cũng phải còn được cái giới, chứ không thể mà không có cái giới. Thì đây là cái điều mà các ngài nhắc nhở chúng ta đối với cái vấn đề của một vị thầy như vậy. Một vị thầy thì có 10 cái yếu tố. Thì quý vị khi mà tìm hiểu vị thầy thì cũng tìm hiểu qua 10 cái yếu tố này để mà chúng ta chọn vị thầy. Hôm trước Phúc Ân hỏi đó, làm sao chọn vị thầy, thì đây là 10 yếu tố để chọn. Chúng ta xét xoay coi nhìn tới nhìn lui 10 yếu tố này. Và ngược lại thì đệ tử cũng cần phải có những cái phẩm chất để mà có thể làm đệ tử. Trong Việt Nam thì có câu nói là
đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan, tức là đệ tử tìm thầy thì dễ, mà thầy tìm đệ tử thì khó, trên thực tế thì thầy hay trò, thầy tìm đệ tử cũng khó, mà đệ tử tìm thầy cũng khó như nhau thôi, có điều phẩm chất là khác nhau. Thì phẩm chất của người đệ tử nó ít hơn, đơn giản hơn, tức là khi vị thầy mà nhìn người đệ tử thì vị thầy cần thấy ba điều ở nơi người đệ tử. Ba điều. Thứ nhất là không có tâm mà phe phái, không có tâm phe phái bè phái, không có cái tâm mà thiên lệch. Thậm chí là giả sử bây giờ mình theo đạo Phật rồi chẳng hạn, rồi mình chê bai đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, đạo Ấn, đạo này nọ, vân vân và vân vân, là không được có cái tâm như vậy. Mà cái tâm nó phải bình hòa, nó phải rộng mở. Đó là điều thứ nhất. Khi chúng ta chọn người đệ tử thì chúng ta nên chọn cái người đệ tử như vậy. Điều thứ hai là người đệ tử phải thông minh. Quý vị thấy vì sao ai cũng than là học Phật khó, phải không? Ai cũng than học Phật khó, mà bây giờ mình không có đủ thông minh thì làm sao mình học Phật đây, cho nên điều kiện thứ hai là phải thông minh. Nhưng mà các ngài cũng nói cần cù cũng bù thông minh, nên một vị đệ tử mà thiếu thông minh thì phải dư sự cần cù. Chứ mà còn không thông minh mà không cần cù nữa thì điều này kể như là hết chơi, không có chơi được nữa rồi, không có thể sử dụng được, không có thành các ngài nữa, là không có trở thành cái pháp khí được, tức là không có thể trở thành một cái vật mà có thể chứa đựng được cái giáo pháp của Thế Tôn. Cho nên hoặc là thông minh, hoặc là dùng cái sự cần cù của mình để bù lại cái sự hạn chế cho cái thiếu sót thông minh của mình. Và thứ ba là tinh tấn. Mấy quý vị thấy bên thầy cũng phải tinh tấn, mà trò cũng phải tinh tấn. Bởi vì trò mà không tinh tấn thì không có thể thực hành được các pháp mà mình nhận lãnh. Cái pháp, cái sự mà tinh tấn là cái điều mà một cái yếu tố có thể xem như là rất là cần thiết ở trong cái trong cái sự tu tập. Dầu trong cái giai đoạn nào chúng ta cũng cần phải tinh tấn. Mà tinh tấn là cái gì? Mình phải hiểu chữ tinh tấn cho đúng nghĩa. Tinh tấn nó có hai cái cấp bậc của sự tinh tấn. Một cấp bậc đó chính là cái sự cần cù siêng năng. Nhưng mà hồi nãy nó đã nằm ở trong cái sự thông minh rồi. Cho nên tinh tấn ở đây tức là đối với cái tâm nhận biết pháp, cái vị hành giả cần phải chuyên chú và thực hành một cách đúng đắn. Giống như là bên 37 phẩm trợ đạo, chúng ta có tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là sự tinh tấn đúng đắn. Thì tinh tấn như thế nào? Các việc ác chưa sanh thì không làm cho nó sanh. Các việc ác đã sanh thì làm cho nó diệt đi. Các việc thiện chưa sanh thì phải làm cho nó sanh. Các việc thiện đã sanh thì phải làm cho nó tăng trưởng, chẳng hạn. Mà muốn làm được điều này thì vị hành giả cần phải luôn luôn nhìn tâm của mình. Vì ác hay thiện nó sanh ở đâu? Nó không phải nó sanh ở bên ngoài, mà nó sanh ở trong tâm. Hay là nói một cách khác là trong cái ý của mình. Cái ý, vì mình những cái khác mình chưa thấy được, mình thấy được cái ý của mình thôi. Khi một cái ý niệm thuộc về ác khởi lên thì mình phải làm cho nó tiêu diệt đi, và luôn luôn ngăn ngừa đừng để cái ác, cái ý mà ác nó khởi lên.
cũng như là luôn luôn phải tích cực để cho các thiện niệm nó khởi lên, và thiện niệm mà đã sanh rồi thì phải giữ cho nó kéo dài ra, lâu dài ra. Thì vị hành giả như vậy được gọi là tinh tấn. Tinh tấn thì đây cũng là cái nền tảng để mà chúng ta vào định, vào định. Thì cái người cái người đệ tử thì cần có ba cái yếu tố như vậy. Tức là tâm nó phải đầy đủ như vậy. Thì ở trong luận á, các ngài cũng hỏi, bây giờ nếu mà một người đệ tử chỉ có một yếu tố thôi thì được không? Được không? Tức là đầu tiên là không, cái tâm mà nó không có phân biệt, không có bè phái, không có phe phái gì trên á, thì như thế nào nếu một cái đó không thôi? Thì các ngài nói rằng như vậy thì không có được. Vì như vậy thì khi mà vị thầy giảng dạy để mà cho nhận biết cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là pháp, cái gì là phi pháp, mà người đệ tử không có hiểu được, không có nắm bắt được, thì làm sao đây? Làm sao để mà áp dụng, làm sao để mà tu tập, thì chắc chắn sẽ không mang được một kết quả nào khác cả. Cho nên các ngài phải nói là phải có thêm phẩm chất nữa, chứ mà phẩm chất mà không bè phái, không này nọ không thì không có đủ. Thì bây giờ các vị cũng hỏi, nếu vậy thì chỉ có hai phẩm chất thôi, tức là không bè phái và không và thông minh, thì có đủ hay không? Thì các ngài nói như vậy cũng không có đủ, không có đủ. Thì bởi vì giống như là cái người đó chỉ thu thập kiến thức thôi. Cái tâm nó mặc dù nó rộng mở rồi, cũng thông minh, nghe hiểu vân vân, nghe hiểu vân vân, nhưng mà không có tinh tấn để mà áp dụng, không có tinh tấn để mà phân biệt đúng sai, không có tinh tấn để mà chọn lọc những cái ý niệm của mình, thì cái điều đó nó không có đầy đủ, không có đầy đủ. Cho nên là bắt buộc phải có đầy đủ ba yếu tố, chứ một không được, hai không được, mà phải ba. Cho nên ngài Nguyệt Xứng, ngoài Nguyệt Xứng ngài mới nói là tổng hợp lại giữa thầy và trò đó, thì cần phải có năm điểm, tức là ba cái yếu tố của cái gì của học trò đó, của người đệ tử đó, cộng thêm hai cái yếu tố của vị thầy. Tức là vị thầy có thể truyền đạt cái phẩm chất của pháp, cũng như là cái vấn đề tôn kính pháp cho người đệ tử từ ở trong cái sự thực hành của mình, và có được cái khả năng về định. Bây giờ năm điều này đôi khi còn nhiều quá, nên ngài lược lại, ngài nói thôi bốn, giờ miễn sao được bốn điều là ok. Bốn điều là ok. Trong đó bốn điều đó là gì? Luôn luôn cố gắng tinh tấn để mà tu học. Luôn luôn cố gắng tinh tấn tu học. Luôn luôn tập trung cao độ để khi nghe giảng. Khi mình nghe giảng thì mình phải tập trung, chứ không có phóng tâm, không có suy nghĩ tư duy hết. Thứ ba là phải kính trọng giáo pháp và vị đạo sư. Và thứ tư là hãy loại bỏ những cái lời giảng sai, những lời giảng xấu ác, và giữ lại những cái điều được giảng dạy tốt lành. Thì bốn cái điều này, quý vị nhớ bốn điều này, đó là cái bốn cái căn bản để chúng ta làm gì, để chúng ta gọi là đầy đủ, mà để trở thành một người đệ tử đúng nghĩa, người đệ tử đúng nghĩa. Đó là bốn cái tối thiểu đó, bốn điều tối thiểu. Và khi mà người đệ tử nương với thầy,
thật sự thì bên mật tông nó rất là khó, nó không có giống như là bên 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 các pháp khác. Cái người đệ tử mà nương với thầy á, nó có những cái cách rất là đòi hỏi cái vị đệ tử đó phải buông bỏ cái ngã của mình rất là nhiều. Nếu mà đệ tử mà còn giữ cái ngã đó thì sẽ không bao giờ đạt được cái pháp cũng như là đạt được cái sự tinh tấn trong cái sự tiến bộ trong cái tu tập được. Thì ở đây các ngài mới nói là có bốn cái yếu tố hay là bốn cái thái độ căn bản để một người đệ tử vận dụng khi mà nương với thầy. Thứ nhất là giống như một đứa con mà có trách nhiệm. Thứ nhất là giống như đứa con mà có trách nhiệm, tức là như thế nào? Đứa con ở nhà thì nó không có thể tự quyết định hay cái gì hết, mà cha mẹ nó sẽ hướng dẫn cho nó, dạy dỗ cho nó cách để mà nó làm cái gì, nó cần làm cái gì, nó cần thực hành như thế nào. Đó là cái thái độ thứ nhất. Thứ hai là phải có cái thái độ cứng rắn như kim cương, tức là bền chắc. Quý vị em trước nghe rồi, kim cương tức là bền chắc, tức là cái sự quan hệ giữa thầy và trò đó, nó phải vững chắc, nó không có bị những cái người bên ngoài người ta nói xấu hay là nói xuyên tạc hay là người ta ảnh hưởng làm cho cái sự liên hệ này nó bị lung lay và nó bị lùi sụp đi. Như vậy thì cái người đệ tử sẽ không phải là cái thái độ đúng đắn, cái cách đúng đắn để mà hướng đến vị thầy. Thứ ba là như là cái đất, như là quả địa cầu vậy đó, như là cái mặt đất vậy đó. Thì mặt đất thì nó làm cái gì? Mặt đất nó nhận hết tất cả những cái gì vào trong nó, giống như bây giờ vậy đó. Bao nhiêu rác mình xả xong thì sao, cũng đổ ra đất, cuối cùng cũng gom vô đất. Rồi những cái chất ô nhiễm gì mình cũng thảy ra đất thôi. Tất cả những cái như vậy đều chúng ta đều làm hết đó. Thì thái độ của người học trò đối với thầy cũng vậy, tức là mình nhận tất cả những cái trách nhiệm cũng như những cái công tác mà vị thầy giao một cách bình thản như là mặt đất, hoàn toàn không có một sự chống trái nào trong đó cả. Và cái thứ tư tức là chúng ta phải có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm. Và tinh thần trách nhiệm này nó thể hiện ra sao? Nó thể hiện qua sáu yếu tố nhỏ. Thứ nhất là chúng ta phải vững như là một cái chân của ngọn núi, không? Thường thường mình cứ nói vững như núi, nhưng mà đây nó vững như cái chân của ngọn núi. Cái chân của một cái núi chứ, chân của một cái núi. Bởi vì cái ngọn núi thì có thể nó bị sạt, người ta làm nó sạt được, nhưng mà cái chân của núi thì nó vẫn cứng ở dưới thôi. Dầu động đất đi chăng nữa thì nhiều lắm là cái phần trên nó bị sụp thôi, chứ cái phần dưới nó không có sụp được. Tức là dầu mình có khổ đau, dầu mình có cực nhọc vân vân, giống như ngài Milarepa vậy đó. Chúng ta thấy khi ngài đến ngài đầu sư với ngài Mapa thì ngài Mapa phải nói là hành hạ hành hạ ngài Milarepa, chẳng những không dạy pháp mà còn bắt làm việc, bắt xây nhà, bắt đập, bắt đủ thứ chuyện hết trơn, la mắng đủ thứ hết, nhưng mà ngài vẫn giữ cái thái độ kiên quyết chắc chắn như vậy. Thì đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là người học trò phải có một cái thái độ như là đầy tớ của cả thế giới luôn, chứ không phải là của một ông thầy không, mà đầy tớ cho cả thế giới, tức là có cái tinh thần phục vụ cao, có tinh thần phục vụ cao cho tất cả mọi loài, mọi người và mọi loài, giống như trong kinh Hoa Nghiêm dạy vậy đó, cúng dường
phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Thì cái đây là cái thái độ thứ hai của người đệ tử. Và thứ ba là phải có cái phong cách, cái thái độ như là một người quét dọn. Quét dọn tức là chính bản thân người đệ tử phải quét dọn tất cả những sự kiêu mạn, tất cả những cái tự tôn của mình, tất cả những cái kiêu hãnh của mình, và luôn luôn phải thấy là mình thấp hơn vị đạo sư. Chỉ có khi như vậy đó, mình mới có thể nhận được cái pháp được chuyển từ ở trên, từ chư Phật đến chư tổ, tổ đến bậc đạo sư và đến mình. Chứ còn bằng không đó, nếu mà mình thấy mình vẫn cao hơn đạo sư thì mình sẽ không được lợi lạc gì hết, và cuối cùng thì chỉ có sự kiêu hãnh còn tồn tại thôi. Thứ tư thì thái độ giống như là một cái gì fundament, cái gì fundament, căn bản, nền tảng như căn bản, như là cái móng, thái độ như là một cái móng, cái nền móng vậy đó. Vì chúng ta cần phải có một cái gốc nó mạnh, nó cứng, nó chắc thật như vậy, để mình mới có thể chịu đựng được tất cả những cái khó nhọc ở trong con đường tu Phật, nhận pháp cũng như là hành trì pháp với một cái tâm vui vẻ. Và thứ năm thì ở đây các ngài nói là có cái tâm hay là có cái thái độ như là một con chó. Một con chó, ai nuôi chó thì biết không, mình là chủ của nó thì mình la, mình mắng, mình đạp, mình nói khi mình đánh nó, nhưng mà nó vẫn ve vẫy đuôi, nó chạy tới mình thôi. Thì người đệ tử đối với vị thầy thì cũng phải như vậy. Đối với vị thầy cũng phải như vậy, tức là có một thái độ như là một con chó. Và thứ năm là thái độ như là một chiếc phà, một chiếc thuyền. Tức là có thể chuyên chở được tất cả những cái công việc, san sẻ được những công việc nặng nhọc mà vị thầy truyền cho mình. Thì đó là bốn cái đặc tính của, hay là bốn cái thái độ căn bản của người đệ tử đối với thầy. Mà trong đó thì cái điều thứ tư thì chia ra sáu cái thái độ nhỏ, hay sáu cái phương cách nhỏ. Như vậy thì chúng ta cần nên nhớ, và chúng ta phải tập phát cái tâm có niềm tin đối với thầy, đối với vị đạo sư. Cái điều này ở trong đặc biệt là Kim Cang Thừa nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, bởi vì đây là căn bản của tất cả. Thậm chí là trong Hiển giáo cũng có nói điều này. Kinh Hoa Nghiêm nói là niềm tin là mẹ của tất cả công đức, Thì khi mà Ngài Atisha Ngài qua bên Tây Tạng để mà Ngài truyền cái pháp, thì lúc bây giờ các vị ở bên Tây Tạng, người ta hỏi Ngài là chúng con thiếu cái gì. Thì Ngài nói người Tây Tạng mấy ông không có niềm tin với đạo sư. Cái điều này là cái điều mà mấy ông thiếu nhất, không có niềm tin với đạo sư. Thành ra cuối cùng mấy người đó mới hỏi, bây giờ làm sao để mà phát triển, hay là làm sao để mà tu tập và đạt được cái thiện pháp, đạt được những cái khả năng cao. Thì Ngài Atisha Ngài mới nói, cái điều mà tôi có thể khuyên các vị đó là cái gì? Cần phải có niềm tin đối với đạo sư. Ngài nhấn mạnh như vậy, bởi vì đó là cái căn bản nhất. Nếu mà không tin với đạo sư thì tất cả những cái
những cái gì mình muốn học được, muốn đạt được đều sẽ tan tành hết, đều sẽ tan biến hết. Thì chúng ta sẽ tư duy, mình tư duy, mình hỏi bây giờ, thời đại bây giờ mà, thời đại bây giờ thì mình ưa thắc mắc, mình hỏi. Bây giờ nếu mà mình tin như vậy, rồi vị đạo sư đó thì lại không có nghiêm túc, không có giống như là mình muốn, mình không có đạt được cái những cái phẩm chất nhưng mà mình muốn, thì như thế nào thì như thế nào đây? Thì bên Mật Tông mới nói như vậy, mới nói thật sự thì chúng ta phải luôn luôn biết ơn đạo sư, và luôn luôn nghĩ đến cái sự tử tế của đạo sư đối với mình. Biết ơn đạo sư như thế nào? Là vốn dĩ thầy của mình á, là Phật, là Bồ Tát. Thầy của mình là Phật, là Bồ Tát. Nhưng mà vì cái lòng từ bi, cái sự tử tế của thầy của mình đối với mình á, mà thầy của mình phải hạ cái phẩm cấp xuống để tương ưng với mình, cho mình mới gặp được. Chứ nếu mà không hạ phẩm cấp xuống á, thì mình sẽ không bao giờ gặp được thầy của mình cả. Và qua đó thì cái sự tử tế, cái lòng từ bi của vị thầy được thể hiện qua đó. Cho nên quý vị thấy, vị thầy mà càng bê bối, càng bết bát, càng dở cỡ nào đó, là vị thầy đó trên thực tế thì càng từ bi. Vì vị thầy đó từ bi như vậy, mình mới gặp được và mình mới học được từ vị thầy đó. Chứ không phải là vị thầy mà đức hạnh tuyệt vời hay là này nọ. Bây giờ mình nói một cách đơn giản thôi. Giống như ngài Dalai Lama. Ngài Dalai Lama là một vị thánh tăng thời trước đại của chúng ta đây. Ngài rất là từ bi, rất là trí tuệ, giới hạnh ngài cũng rất là cao. Nhưng mà chúng ta muốn gần gũi ngài để mà học có dễ không? Không có dễ. Phải không? Không có dễ. Bởi vì cái level của ngài á, nó thích hợp với những vị mà có trình độ cao. Mà trình độ của chúng ta thì chỉ có thể tiếp cận với những vị thầy mà ít giới hạnh hơn, ít trí tuệ hơn, ít tâm từ bi hơn. Đó là một cái điều rõ ràng mình thấy vậy thôi. Không phải là mình cứ đòi hỏi một cái gì cao, nhưng mà cuối cùng cái cao đó nó không tương ưng với cái nghiệp tích của mình, thì nó cũng sẽ không bao giờ thành tựu được. Có rất nhiều vị muốn đến Dharamsala để đảnh lễ ngài, nhưng mà cuối cùng cũng không gặp được. Không gặp được. Có những vị thậm chí là ngài qua tới Đức rồi, muốn đến tham dự cái khóa giảng của ngài, mua vé này nọ xong rồi cuối cùng tới đúng ngày đúng giờ thì do nhiều nhân duyên, do bệnh, do điều A, điều B, điều C thì cũng không có đi được. Tất cả những cái đó có thể xảy ra. Cho nên chúng ta phải biết chúng ta, hay là cái nhân mà để vị thầy xuất hiện ở trong cuộc đời của mình, nó tùy thuộc vào nghiệp thức của mình rất là nhiều. Tùy thuộc nghiệp thức của mình rất là nhiều. Thì bây giờ làm sao? Trong thời đại của chúng ta bây giờ, chúng ta phải làm cách nào? Thì bên Tây Tạng họ cũng có hai cái cách tư duy. Hai cách tư duy. Giống như là một cách tư duy thì giống như Việt Nam mình vậy đó. Nói là y pháp bất y nhân mà. Y pháp bất y nhân, cho nên mình cứ học chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Học tùm lum tùm la hết. Cái nào hay, cái nào tốt thì mình học. Mà ngược lại thì một cái khuynh hướng khác như ngày trong tuần ba đó, thì ngài nói rằng là chẳng thà chọn 5-3 vị thầy mà tương ưng, mình xét nghiệm, mình xét về những cái phẩm chất mà nãy coi đó, rồi mình cứ theo những vị đó để mình học, mình xuyên suốt mình học như vậy.
thì sẽ đạt được nhiều kết quả hơn. Và các vị tổ trong dòng phái của bên Tây Tạng thì cũng chấp nhận cái điều này hơn, là cái việc mà gọi là y pháp bất y nhân. Các ngài nói cái điều y pháp bất y nhân đó là chỉ để cho những vị trí tuệ cao thôi, những vị mà đã có được cái kiến cao rồi. Còn đối với chúng ta, đối với những người mà sơ cơ, căn cơ thấp đó, thì chúng ta nên học nơi những vị thầy mà mình đã chọn 3 vị, 5 vị gì đó, mình học rút ráo, mình học theo trong đó, mình học về kiến thức và sự tu tập cho nó được nghiêm túc. Nè, thì đó là cái cách cách nhìn của bên Kim Cang Thừa như vậy. Và khi làm đệ tử thì chúng ta phải có những cái điều mà chúng ta cần phải thực hành. Thứ nhất là vị đệ tử phải biết cúng dường cho đạo sư. Cúng dường là nó có nhiều cách để cúng dường, vị thầy thì dĩ nhiên không cần hay là không được có cái tâm cầu mong đệ tử cúng dường. Nếu mà vị thầy nào mà có tâm cầu mong đệ tử cúng dường thì vị thầy này cũng không có đúng, vì như vậy thì vị thầy này cái dục đối với những cái điều đó nó vẫn còn. Chứ mình bây giờ ít bữa cái đi chạy lên Berlin, giả sử như Berlin mời lên và nó giảng pháp, cái thầy nghĩ trong đầu bây giờ mình mua vé bao nhiêu đây, rồi mình đi nó mệt bao nhiêu đó, để không biết lên đó cúng dường như thế nào, vân vân. Nếu mà cái tâm như vậy đó, cái người này chắc chắn sẽ đọa địa ngục, vì cái người này đang dùng cái pháp của Thế Tôn để mưu cầu tự lợi cho mình. Một vị thầy thì không nên có cái tâm như vậy, và một vị đệ tử khi cúng dường thì cũng không có cái tâm mà nói à thầy chờ đợi mình, mong cầu nên mình cái sự cúng dường này, mà chỉ thấy rằng à đạo sư là phước điền để mình cúng dường vậy thôi. Chứ không phải nói ồ đúng ra mình bữa nay mình cúng dường 50 mà thầy giảng dở quá thôi mình cúng dường 20. Thì như vậy là cái tâm nó không có đúng đắn ha. Cho nên một đầu tiên là phải có cái tâm cúng dường, mà tâm cúng dường đúng nhất hay là cao nhất đó là thực hành theo cái sự hướng dẫn tu tập của vị thầy. Đó là sự cúng dường cao tột nhất, chứ không phải là tài vật. Tài vật cũng là sự cúng dường, nhưng mà đó là cái cúng dường bậc thấp thôi, bậc sơ đẳng thôi. Đó. Và thứ hai thì vị đệ tử cần phải tôn kính cũng như là phục vụ thầy mình, tức là giống như trong chùa đó thì mấy vị mới tu thì làm thị giả cho thầy, vân vân như vậy đó. Thậm chí là trong luật thì trong luận thì nói là thậm chí là tắm cho thầy nữa. Thì giống như là vừa rồi quý sư cô ở Bảo Quang như vậy đó, khi sư bà bệnh thì quý sư cô tắm rửa cho sư bà, chăm sóc cho sư bà, vân vân. Đó là một cái có thể nói là trong kinh Phạm Vọng nói đó là phước điền cao nhất trong 8 phước điền. Kháng bệnh tức là không phải mình đến mình thăm mình hỏi coi khỏe không, nhưng mà kháng bệnh đây tức là mình chăm sóc cho người bệnh, đó là phước điền cao nhất. Thì đối với vị đạo sư chúng ta cũng cần có cái tâm như vậy. Và cuối cùng cái điều thứ ba, xin lỗi, mà cuối cùng mà điều thứ ba tức là phải thực hành theo cái lời dạy của đạo sư. Thực hành tức là thực hành giáo pháp, thực hành những cái điều mà được hướng dẫn. Thì như vậy mới đạt được cái công đức cũng như là cái việc tu tập nó đúng đắn. Vâng, thì trong kinh thì cũng nói, hay trong luận cũng nói là khi mà chúng ta có cái tâm quy y với đạo sư như vậy thì chúng ta sẽ đạt được rất nhiều lợi lạc.
rất nhiều lợi lạc, vì chúng ta sẽ luôn luôn gặp thiện hữu tri thức, chúng ta sẽ luôn luôn nhận được cái sự truyền thừa mạnh mẽ từ đạo sư, từ cái dòng truyền thừa. Và nếu mà chúng ta không làm theo điều đó thì trong nhiều đời chúng ta cũng không gặp được các bậc mà có thể hướng dẫn chúng ta sẽ không gặp được các bậc thầy đúng đắn, vân vân. Thì tóm lại thì chúng ta cần phải có được cái tâm nghiêm túc, luôn luôn kính lễ đạo sư, và quan trọng nhất là mình không nên phỉ báng đạo sư, không có tâm phỉ báng đạo sư, không có tâm chống trái đạo sư, vân vân. Thì ở đây chúng ta có câu hỏi là nếu mà bây giờ vị đạo sư của mình biểu mình làm một cái ác pháp, kêu mình làm một ác pháp thì làm sao? Thì không phải là mình cứ như vậy mình làm, không có được. Mình phải nhã nhặn mà mình từ chối. Nói dạ bạch thầy, cái điều này là một cái điều ác pháp, con không có thể thực hành được theo cái điều mà thầy dạy. Con sám hối, cái điều này con không có làm được. Nhưng mà chỉ như vậy thôi, sau đó là chấm dứt. Chứ không phải sau đó bắt đầu mình đi rêu rao mà nói ô anh có biết không, thầy tôi biểu tôi làm cái điều này nè, làm sao như vậy được, thầy mà dạy học trò như vậy là làm sao, vân vân và vân vân. Cái đó là chúng ta đang tạo ác nghiệp. Khi đó chúng ta đang tạo cái việc từ chối vị thầy, để khi mà mình bị kêu làm một cái điều ác thì nó không tạo ác nghiệp. Nhưng mà cái việc mà sau đó mình đi rêu rao, đi phê bình, đi phỉ báng thì nó lại tạo ác nghiệp. Dầu cái điều đó thật sự là sai, nhưng mà qua cái việc đó, cái tâm của mình đó, bắt đầu nó có một cái vết ngăn, nó chặn lại cái dòng pháp, sau đó nó không có tuôn vào được nữa, nó bị chặn ngang đó, nó dội lại thôi. Cho nên khi mà chúng ta đối với đạo sư, đối với các bậc thầy thì luôn luôn chúng ta phải tôn kính, dầu vị đó như thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn tôn kính. Khi mà được hướng dẫn những điều thiện, điều đúng đắn, chúng ta học, chúng ta tuân hành theo. Khi hướng dẫn điều sai thì chúng ta bỏ qua một bên. Khi mà xử chúng ta làm điều ác thì chúng ta từ chối một cách nhã nhặn, và chỉ như vậy thôi, chấm dứt. Không có cần phải đi sâu thêm vào những cái điều đó, đi rêu rao, đi nói chỗ đầu này đầu kia vân vân. Khi như vậy thì chúng ta tạo những cái nhân không có lành cho cái nghiệp thức của mình. Vâng, đó là cái nội dung của cái bài giảng hôm nay. Chúng ta nghe như vậy để chúng ta có khái niệm về một vị thầy, nên nhớ ha. Hồi nãy đã nói rồi, vị thầy thì cần có 10 phẩm chất. Vị đệ tử thì căn bản là có 3 phẩm chất, mà cộng thêm 2 phẩm chất của vị thầy truyền nữa là 5 phẩm chất. Nhưng mà gom lại thì cũng có thể là 4 phẩm chất. Có hồi nãy có post lên trên chat đó, 4 phẩm chất. Thì cái điều này chúng ta phải nắm. Rồi ngoài ra thì vị đệ tử khi mà hướng đến đạo sư thì phải có 4 cái thái độ căn bản, và cái thái độ thứ tư thì lại có chia thành 6 cái thái độ nhỏ bên dưới nữa. Ok, và khi mà mình làm đệ tử thì mình cũng có ba cái việc cần làm đó. Quý vị cứ nhớ mấy cái số đó như vậy, là 10 rồi 4 hay là 5 rồi 4 hay 3 5 4 rồi 4 rồi 6 rồi rồi 3 đó. Cứ khi mình nhớ như vậy là từ từ cái mình thuộc, phải học cái đó, thuộc dạng là học pháp số đó. Nếu giống như 10 cái yếu tố của bậc thầy thì trong đó có 6 yếu tố là thuộc về phẩm chất để vị thầy tự huấn luyện mình, hay là phẩm chất của bậc thầy, và 4 yếu tố thì để hướng dẫn cho đệ tử một cách tốt đẹp đó. Chẳng hạn đó, mình bắt đầu mình học, bởi vì đây là chúng ta chỉ mới học những cái nền tảng thôi, sau này nếu mà học sâu nó còn chia nữa, giống như hồi sáng quý vị nghe đó,
18 cái tánh không, pháp không, mà 18 cái pháp không đó chưa phải là hết đâu, nó còn 20 pháp không, rồi nó còn hai pháp không, nó còn 7 pháp không, vân vân. Mà khi nào thì 2, khi nào thì 7, khi nào thì 18, khi nào thì 20. Thì tất cả những cái đó khi mà chúng ta học sâu vô pháp, chúng ta cần phải nắm rõ. Đúng không? Rồi, không biết là bây giờ có hỏi gì không? Hồi trưa không cho hỏi, bây giờ thì được hỏi. Dạ. Dạ, thấy Phúc An giơ tay đó. Xin mời. Dạ, con chào thầy. Con hỏi, có một câu hỏi cũng có nhiều vị hỏi, thì con xin trình bày lại thôi. Khi mà mình nói tới niềm tin là mẹ sinh ra các công đức, rồi mà cũng có lúc Phật dạy là tin mà không hiểu thì là phỉ báng, thì thầy giải thích dùng cho con cho bớt thấy khó. Yeah. Thật sự thì cái này nó cũng là khí cơ. Khí cơ. Vì đối trị lại với những nhà học thức, học giả, đối trị lại với những học giả, những người mà trí thức ấy, thì Đức Phật dạy đừng có đem cái kiến thức của mấy ông ra mà nói chuyện ở đây. Các ông hãy nuôi dưỡng niềm tin đi. Nuôi dưỡng niềm tin đi. Bởi vì cái kiến thức đó nó không có đưa đến cái việc mà giải thoát hay là giác ngộ và giải thoát trong tương lai, không có đủ. Mà đối với những người mà lười biếng, những người lười biếng học pháp như chúng ta vậy đó thì ngài mới nói rằng là tin mà không có hiểu đó là phỉ báng, đó là phỉ báng Phật. Cho nên mình phải học để hiểu, phải học để hiểu. Mình là có niềm tin rồi, có niềm tin rồi, nhưng mà mình thiếu cái kiến giải, thiếu cái hiểu biết. Cho nên cái vấn đề học pháp cũng là quan trọng, cũng quan trọng. Nhưng mà trong cái thời đại càng về sau đây thì niềm tin của con người nó càng sai lệch. Phần đông là sẽ không tin. Dầu không có học Phật đi cũng không tin. Mà có học Phật cũng không tin. Hoặc là có tin thì cũng không tin đúng. Cũng không tin đúng. Giống như thầy lấy cái ví dụ. Bây giờ nói về nhân quả và luân hồi, thì bây giờ ai theo Phật cũng tin là có nhân quả, đúng không? Ở trong đây có ai không tin là có nhân quả giơ tay? Không có ai giơ tay hết, mừng quá. Tức là theo Phật thì biết là có nhân quả, và theo Phật thì cũng tin là có luân hồi, phải không? Ai cũng tin là có luân hồi. Mà một khi chúng ta tin là có nhân quả và chúng ta cũng tin là có luân hồi, thì trên thực tế không ai có thể làm hại mình cả. Không ai có thể làm hại mình cả. Và cũng không ai có thể lấy gì từ mình cả. Và mình cũng không thể cho ai một cái gì cả. Vì nó trở thành nhân quả hết. Người ta lấy của mình đời này thì đời sau người ta cũng phải trả thôi. Mình cho người ta đời này thì đời sau mình cũng được lại thôi. Cho nên chúng ta cứ cho thoải mái, và chúng ta cũng không có sợ ai lấy gì của mình thoải mái. Nhưng mà trên thực tế mình có thực hiện được điều này hay không? Mà nếu mình không thực hiện được như vậy, tối thiểu là mình không có tư duy được như vậy, thì rõ ràng mình chưa tin nhân quả, chưa tin luân hồi. Mình cứ sợ mất, mình cứ sợ thiệt thòi, mình cứ sợ bị ăn hiếp, mình cứ sợ bị người ta lấn áp, vân vân và vân vân. Mình cứ sợ bị lợi dụng. Mà như vậy rõ ràng là đối với nhân quả, đối với luân hồi, mình chưa tin gì hết.
Mình chỉ tin qua cái khái niệm, qua miệng thôi, qua ngôn ngữ thôi. Chứ còn cái tin nó chưa có. Nên Ngài Atisha Ngài mới nhấn mạnh là hãy tin, có cái niềm tin thật sự thì lúc bây giờ công đức mới sanh. Và rõ ràng nếu mình thấy ô trên thực tế không ai lấy gì được của mình, không, mình cũng không cho được ai, thì mình sẵn sàng mình cho ra, và như vậy từ đó công đức nó sanh thôi chứ có gì đâu. Công đức nó cứ sanh, đời sau mình cho tiếp, đời sau nữa cho tiếp, đời nào mình cũng cho thậm chí tới một ngày nào giống như là Đức Thế Tôn rồi đó. Đức Thế Tôn có một đời ngày hành cái hành bố thí đến mức độ mà trời Phạm Thiên hay trời Đế Thích gì đó, Phạm Thiên hay Đế Thích, một trong hai ông, ông sợ quá, ông nói cái ông này mà ông cho như vậy nữa là ít bữa phước báo ông hơn mình, ông sẽ lên ông lật đổ mình, ông sanh lên trời của mình ông lật đổ mình, cho nên phải xuống để mà ngăn cản ông này. À, chúng ta bây giờ chưa được đâu, còn lâu lắm, còn lâu lắm mới được tới mức độ đó. Dạ vâng. Ừ. Dạ thưa thầy, cho con có câu hỏi ạ. Mà câu hỏi này thì cũng dựa vào cái nhân quả và luân hồi, con tin hai cái thuyết đó. Mà cái câu hỏi của con là một thí dụ thôi chứ không phải con hứa hẹn như thầy, các đạo hữu làm chứng. Cái đây là thí dụ thôi chứ không có hứa hẹn. Thí dụ con hứa, con Đức Thế Tôn dạy thân người khó được. Thành ra bây giờ với cái tuổi của con, hôm trước ông Tâm Huệ có hỏi tuổi thì con nói con nếu mà cộng với cái thời gian nằm trong bụng mẹ thì con đủ 75 tuổi. Thành ra con không còn cái thời gian nhiều để mà làm phước. Thành ra không biết là kiếp sau con được làm người hay không. Thành ra con mới nghĩ là một cái thí dụ. Con hứa với thầy Hạnh Tấn, con sẽ xây cho thầy một cái chùa. Đó. Mà cái thời gian từ đây cho tới con chết đó, thì nó quá ngắn ngủi mà con nghèo mặt rệt. Đó. Thành ra có thể các vị các Bồ Tát Phượng Hiệp là thôi cho cái anh chàng đó kiếp sau làm người, rồi kiếp sau làm người mà con cũng chưa chưa thành là cách cô độc, thành ra cũng chưa đủ phương tiện để cất cho thầy thầy anh Tấn một cái chùa. Thành ra Đức Phật đó, hay là các Phật các Bồ Tát đó, thôi cho anh nói thêm vài kiếp nữa làm người, mà trong nhiều những cái kiếp sau này đó thì con tìm cách tu tập thêm để có phước nhiều để mà chuyển nghiệp. Thì thầy thấy cái đó là cái gian ý không thầy? Tức là lợi dụng cái khe hở của luật để mà dạ, phải cái này để mà làm người tiếp tục đó hen. Dạ, thí dụ cho học cơ hứa hẹn cho lại. Thật sự thì tất cả nó quyết định nơi tâm. À, nơi dạ. Tâm chứ không phải là nơi miệng. À, dạ. Cái lời hứa hẹn mà nó phát ra từ miệng á thì nó không có giá trị. Nhưng mà lời hứa hẹn nó phát ra từ trong tâm á thì lúc bây giờ nó trở thành có giá trị. Và chính cái đó nó trở thành phước báu. À, phước báu nó giống như một cái nguyện vậy đó. Anh bên tu theo ca duy ba thì cũng biết rồi, tất cả những cái chúng ta gọi là cái nguyện mà mình phát đó, tức là mấy cái bằng cái gì xa tự nhiên giờ quên cái chữ đó rồi, lâu ngày cũng không dùng. Chúc tiến nguyện nguyện lực, cái nguyện á, nguyện mà mình dạ. Phát á, cái gì xa gì dạ. Nói chung là những cái nguyện mà mình giống như cái nguyện là bây giờ mỗi ngày trì tụng 21 biến mịch sê ma mỗi dạ. Ngày mình dạ. Cái lời hứa hẹn nhà dạ, lời hứa hẹn đó, hứa nguyện đó dạ. Dạ, chút tiếng Samaya hả? À đúng rồi, Samaya. Dạ, Samaya. Dạ. Samaya đó, nãy nhớ chữ sa rồi mà quên chữ Maya đi. Samaya, đó. Tất cả những cái Samaya đó nó là cái năng lực của tâm. Năng lực của tâm. Mà khi mà năng lực của tâm nó đủ á thì nó làm một cái sức mạnh để nó xoay chuyển tiếp. Xoay chuyển tiếp. Cho nên anh hứa như vậy á, thì
anh có thể sanh ra làm người lại được, mà cũng có thể sanh ra làm lại con gì chó. Đó. Không phải con chó không có xây chùa được, con lừa mà nó chở nó chở gạch đấy mà nó đem tới nó xây chùa. Con lừa nó có hai cái tính chất tốt lắm rồi. Nó tùy theo cái nghiệp khác của mình nữa để mà nó tụ lại trong đó, chứ không phải nhất thiết là nó phải thành người. Nhưng mà tối thiểu khi mà mình có được một cái niệm đành đó thì nó vẫn tốt và nó sẽ giúp cho cái năng lượng thiền đó nó phát khởi ở trong cái tiềm thức của mình, hay là trong cái tổng thể nghiệp của mình, và nó dẫn cho mình đi đầu thai trong cái kiếp sau. Vậy con lừa cũng được, con lừa nó có cái tháp Swayambhunath là do con lừa với con heo nó xây chứ có gì đâu. Thầy biết không, con lừa nó có hai cái tính chất, hay là dum unstak nick up stuart. Bác là đúng thiệt Bồ Tát luôn á, chấp nhận làm lừa cũng được, miễn là thực hiện được là xuất sắc luôn á. Dạ A Di Đà Phật. Dạ Diệu Trí. Dạ bạch thầy, có người lại hỏi con á, trong cuộc sống á, mình những người kế bên mình á, có việc á, mình lo cho người đó nhiều quá, tại vì người đó có khó khăn mình phải lo cho người đó, nhưng mà nếu mà nói vậy thì người đó lại hỏi con rằng cái đó là cho hay là trả nợ. Mình thì trước mình đã làm những cái gì đó của người khác, người đó bây giờ kiếp này mình phải làm gì đây, mình trả hay là mình cho? Tại vì thì bây giờ nếu mình hiểu Phật pháp á, thì nó đâu có cho, đâu có trả gì đâu. Nó đang vận, nó đang là một cái hành thôi. Một cái hành pháp thôi. Hành pháp thôi. Sắc thọ tưởng hành thức thì cái gì đó, sắc thọ tưởng tư vân vân thì từ những cái như vậy đó nó đang hoạt động thôi. Chứ đâu có cho đâu có trả gì. Mình vì vấn đề là mình chấp vô cái ngã. Khi mà nói cho và trả đó, nó thuộc về cái ngã chấp. Vì mình có ngã chấp cho nên mình mới chấp là có cho hay là có trả. Nên hồi nãy một trong cái yếu tố mà hồi nãy nói quan trọng của bậc thầy đó là phải có được cái kiến giải đối với cái pháp, hay là cái tánh thật của pháp đó, là cái điều này. Tức là phải thấy được, mình nói theo danh từ của Phật pháp nó hơi cao siêu một chút. Thực tế là chúng ta chưa đạt được, nhưng mà mình dùng tạm đi. Tức là tối thiểu mình phải đạt được một cái hiểu biết đúng đắn về vô ngã. Hiểu biết đúng đắn về vô ngã. Và thêm một cái nữa, mình biết hiểu biết đúng đắn về pháp không. Khi mà có hai cái này nó gộp lại, thì chúng ta thấy rõ tất cả các pháp đang xoay quanh mình đều là hành hết. Và khi mà thấy các pháp đều là hành, thì như Đức Phật nói, chư hành là vô thường. Mà khi nó là vô thường rồi thì nói vay cũng sai, mà nói trả cũng sai. Cũng sai. Bởi vì nó là cái sự vận hành như vậy thôi. Nên không sao cả. Mình lo cho một người thì mình thấy rằng tôi đang chăm sóc cho một hữu tình. Tôi đang chăm sóc cho mẹ trong nhiều đời của tôi. Đây là cái phương tiện để tôi phát được cái tâm từ và tâm bi. Người đó đang ban ân cho tôi. Và như vậy thì chấm dứt thôi. Đâu có cần thắc mắc là cho hay là lấy lại gì đâu. Mà đối tượng trở thành là cái đối tượng để mình tu tập. Cho nên mới nói rằng khi chúng ta có một cái khởi tâm, cái dụng tâm mà hướng đến sự tu tập, thì tất cả các hành nó biến thành tu tập. Còn khi chúng ta có dụng tâm mà nó không phải tu tập, thì tất cả các hành nó trở thành nghiệp. Nghiệp, mà vì chúng ta nghĩ tới nghiệp nên mới là có vay, có trả, có thiếu nợ và có gọi là hồi báo, vân vân. Còn mình rõ ràng nói tất cả các điều đang xảy ra, tất cả các điều mà tôi đang làm là tu tập, thì tất cả những cái pháp phiền não, cái pháp thế gian, cái pháp ràng buộc, cái trượt, cái phượt, vân vân, nó vắng lặng hết, và nó chỉ chừa cho cái năng lực của từ bi, của trí tuệ, của bồ đề tâm, vân vân, phát khởi lên. Cho nên
tùy cái chỗ đứng của chúng ta, tùy cái góc cạnh nhìn của chúng ta mà nó trở thành như thế nào. Dạ vâng. Ok. Dạ. Yeah. Ừ, bữa nay vậy là đủ chưa? Chắc đủ rồi ha. 9 giờ rưỡi rồi. Cũng mỏi mệt rồi. Thấy cô Nguyên Ngọc không có bật đèn á, tối tối thôi, không biết có phải mệt hay là do tối. Yeah, rồi quý vị ngủ một ngày an lành, đêm an lành. Chào chị Diệu Hạnh nữa nè, thấy giờ bật thấy cái bếp đó. Chị vừa làm bếp mà vừa nghe ha. Yeah, dạ anh vừa có thêm cảm thối nhưng mà không nghe lại thầy. Dạ không, nhà vô nghe được là tốt rồi. Ừ. Nhưng mà em cũng có nghe hơi có mùi lẩu hay sao bên đó đó chị. Vâng, rồi thôi chúng ta hồi hướng. À, và trước khi hồi hướng thì chúng ta hãy khởi cái tâm hoan hỷ, tùy hỷ đối với pháp lạc mà chúng ta có được. Chúng ta hãy nghĩ thật là may mắn trong cuộc đời này tôi sinh ra làm thân người. Thật là may mắn tôi có thân người và gặp được Phật Pháp, nghe được giáo lý, sinh hoạt trong dòng sữa của sự giác ngộ và giải thoát. Thật may mắn môi trường chung quanh tôi an bình. Hãy cảm nhận cái sự may mắn này. Hãy cảm nhận cái niềm an lạc này trong tâm của chúng ta. Chúng ta hãy san sẻ những cái phúc lạc này của chúng ta đến với những hữu tình đang chịu khổ đau ở khắp nơi trên thế giới. Khổ đau do tham sân si mang đến trong đời sống hàng ngày của họ. Khổ đau do những bất an, những sợ hãi mang đến. Và đặc biệt, khổ đau do chiến tranh mang đến. Trong thời đại của chúng ta, khi con người đã có được hiểu biết mà chiến tranh vẫn còn xảy ra, đây là điều bất hạnh. Chúng ta hãy hướng năng lực của tâm đến tất cả những nạn nhân của chiến tranh, những người cầm súng trên sa trường, những nhà lãnh đạo của các quốc gia tham dự vào cuộc chiến này. Mong rằng chư thiên, các vị thiện thần, các vị hộ pháp hãy mang đến tâm an bình, tâm buông xả, tâm thương yêu đến những người này để cho cuộc chiến tranh mau chấm dứt, để cho những người liên quan được an bình. Chúng ta tụng bốn câu kệ để hồi hướng. Nguyện tiêu ba chương trừ phiền não, nguyện chân trí tuệ tường sáng tỏ, nguyện bao tội chướng thay tiêu trừ, kim kim tường tu Bồ Tát đạo. Dạ, chúc quý vị ngủ ngon, một đêm an lành và hẹn gặp lại vào tối thứ sáu. A Di Đà Phật, chào Nhật Phúc, con thấy Nhật Phúc mở. Dạ, con chào Phật, kính thưa thầy.
nguyên trang, nguyên trang hay nguyên trạng? Dạ, duyên Phật, thêm ăn lành, quý vị ngủ ngon. Ngày mai, tối mai thì có thời buổi nói chuyện của sư cô Tịnh Nghiệp, mời quý vị vào. Đâu phải tối mốt chứ hả? Thứ năm lận, ngày mai mới thứ tư à? Dạ, ngày mai thì giờ học của Tượng Tọa Hoàng Khai, thứ năm thì giờ nói chuyện của sư cô Tịnh Nghiệp. Cũng rất là đề tài cũng rất là hấp dẫn đó, rất là gọi là khế cơ về tu tập trong vấn đề thờ Phật và cúng Phật, Di Đà Phật. Rồi, xin chào. Chị Tâm Tĩnh ơi, cho em xin phép chị cái mấy em thấy là mấy chị